về thăm đất liền Quỳnh Phương. Đi trên đường thanh thang rộng mở, mênh mang đất biển mình thương, làng dừa xanh sao mà yêu đến thế. Về thăm đất biển Quỳnh Phương, nhìn đàn em với tung tăng đêm trường, làng quê vang tiếng cười hân hoan chùa thiêng. Ok, xin chào tất cả và các bạn. Hôm nay lại quay trở lại với kênh của mình. Và hiện tại thì mình đang đứng ở khu vực Quỳnh Phương, nơi sẽ diễn ra các hoạt động tổ chức lễ hội Đền Cơn. Thì hôm nay là ngày 19 sẽ bắt đầu khai mạc cái lễ hội Đền Cơn này. Thì hôm nay mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người một chút về cái không khí tại buổi lễ Đền Cơn này. Ok, bắt đầu mọi người hãy đi cùng mình nha. Ok. Đền Cơn thì được tổ chức từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng Giêng âm lịch mọi người. Hôm nay ngày 19 thì mới chỉ bắt đầu khai mạc lễ hội Đền Cơn thôi, nên số lượng người cũng không có đông lắm mọi người. Ở đây đang tổ chức giải lễ hội chơi bóng chuyền mọi người. Tổ chức giải bóng chuyền. Thì ngày 19 này thì sẽ diễn ra các hoạt động trò chơi dân gian như bóng chuyền, chơi cờ tướng mọi người, một số các trò chơi dân gian nữa. Đây là mọi người đang có tú sửa lại những cái kiệu rước. Thì những kiệu này sẽ được cho đến ngày 21 sẽ tổ chức rước ói cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, bà con làm ăn thuận lợi mọi người. Đến ngày 21 thì lễ hội sẽ được tổ chức rước từ Đền Cơn Tổng ra đến Đền Cơn Ngoài mọi người. Còn phía này là những chiếc tàu để châu đi. Mỗi lắm sẽ cử ra sẽ có 4 đến 5 chiếc tàu đấy, châu đền để cầu cho mưa thuận gió hòa, đi đánh bắt được nhiều cá làm ăn thuận lợi ấy mọi người. Mình đang đứng ở khu vực trước cửa đền nhá. Thì đền Cơn Tổng được xây dựng
hướng ra phía con sông Mai Giang, một khu vực xây dựng khá là lý tưởng và linh thiêng. Lịch sử xây dựng Đình Cơn mọi người. Lễ hội Đơn Cơn hàng năm thì thu hút khá lớn một lượng khách du lịch từ các tỉnh ở nơi xa về, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực lân cận như Thanh Hóa, Hà Tĩnh mọi người. Chỗ này cũng là một chỗ khá là lý tưởng để cho mọi người chụp ảnh và selfie những tấm ảnh rất là đẹp. Những cái đèn lồng này thì về đêm khá là đẹp mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên phía tên cầu để quay xuống một chút cho mọi người xem cái toàn cảnh khu vực tên cầu sẽ như thế nào. Bây giờ hiện tại mình đang đứng ở khu vực tỉnh cầu. Ở tỉnh này mình sẽ báo quát nhìn thấy được cái toàn cảnh cái ngôi Đình Cơn mọi người ạ.
chỗ này là một nơi khá lý tưởng để cho mọi người vài ngày tới để cho mọi người xem cái cuộc thi giải đua thuyền truyền thống ấy mọi người. Ở đây sẽ nhìn thấy rất rõ. Khu vực này sẽ tổ chức diễn ra cái cuộc đua thuyền truyền thống hàng năm mọi người. Khá là xem khá là kịch tính và vui nhộn mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và vòng quanh một vòng cái vào cái ngôi đền, quay cho mọi người xem cái khu vực bên trong ngôi đền như thế nào. Chính lệ đến thắp nhang tín hướng tổng đền nhá. Còn dán hàng phía bên này là những đồ táng sức cho mọi người, khá là đầy đủ nhiều loại cho mọi người lựa chọn mọi người. Từ vòng tay để cho đến móc khóa. Khá là quay hàng bán những đồ chơi cho trẻ con cũng như người lớn, đồ táng sức khá là nhiều và khá đẹp mắt. Nhưng quán đồ ăn phía bên kia hôm nay thì mình không có thấy những quán đồ ăn mấy, chủ yếu là đồ bán đồ táng sức thôi. Khu vực này là chỗ mọi người viết sớ, dựng sớ mọi người. Thôi mình sẽ đi vào một quay một chút cho mọi người khu vực đây. Thì khu vực đây khá là sạch sẽ mọi người. Chỗ khu vực này là dành cho mọi người rửa hoa quả để dựng lên.
trên đường thanh thang sông lại tơ mênh mang đất liền mình thương làng dừa xanh sao mà yêu đến thế về thăm đất biển Quỳnh Phương nhìn đàn em với tung tăng đêm trường làng quê vang tiếng cười hân hoan chùa tiếng ngân tiếng chuông thanh cần giang linh thiêng bao đời Hà Cẩm quê sơn nơi quê tôi phượng loan đàn lưới trai kỳ lân rẻ sóng ra khơi đất với người ngàn đời bám biển nên biển yêu biển thương biển cho tôm cá đầy khoa trời của ta nơi đây bao đời chịu ngàn sóng gió đất quê hương ngàn năm vẫn thế đây hùng thiêng sông núi xứ Quỳnh có ai về một lần với biển nghe biển ngân nga về thăm đất biển Quỳnh Phương đi trên đường thanh thang rộng mở mênh mang đất biển mình thương làng dừa xanh sao mà yêu đến thế về thăm đất biển Quỳnh Phương nhìn đàn em vui tung tăng đêm trường làng quê vang tiếng cười hân hoan chùa thiêng ngân tiếng chuông thanh vậy mình đã đi một vòng quay và chia sẻ cho mọi người về cái khung cảnh khai mạc cái buổi lễ đền Cơn năm 2024. Mặc dù hôm nay thì chưa có đóng cái to chơi dân gian cũng như cái những tiết mục cá nhạc múa để quay cho mọi người. Hy vọng ngày mai mình sẽ có cái nhiều trò chơi dân gian như kéo co, chơi cờ và những cái trò về ngư nghiệp của người dân Quỳnh Phương như đan lưới, tàu giấy mọi người. Ok, video của mình sẽ kết thúc ở đây nha mọi người. Ngày mai mình sẽ quay tiếp cho mọi người. Hy vọng mọi người thấy cái video này của mình hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video like của mình. Ok nha mọi người.